Sáu con giáp tiền tình đỏ thắm trong ngày 17 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Các bạn thân mến, trời sinh con giáp này là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng, nỗ lực. Chính vì thế, vào ngày 17 tháng 1 năm 2023 âm lịch, mọi sự cố gắng của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc thuận buồm, xuôi gió, vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ, trợ lực. Các bạn cũng sẽ gặp được hảo duyên, cuộc sống của các bạn từ ngày hôm nay trở đi sẽ vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm vàng để các bạn mở rộng mối quan hệ của mình, từ đó giúp ích cho công việc và sự nghiệp trong tương lai. Và đó là các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Dậu, Tuất. Tuổi Tý. Xem tử vi 17 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, ngày mới này tuổi Tý được chính quan nâng bước trên con đường sự nghiệp nên nhận được nhiều tin tốt liên quan đến chức quyền, thi cử, xin việc. Tất cả những gì bạn cần làm trong thời điểm hiện tại đó là nỗ lực hết sức mình trong công việc. Đường tình cảm thuận lợi nhờ tam hợp cục soi sáng. Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười. Chúng ta không sống vì những toan tính, chúng ta sống vì những người yêu quý mình. Càng vui vẻ thì người tuổi Tý càng thu hút được những mối quan hệ có lợi cho tương lai. Tam hợp nâng đỡ, giúp vượng nhân duyên. Những cặp vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn khi tình hình tài chính đã được đảm bảo. Người độc thân rất vui với những cuộc hẹn hò với người khác giới. Hứa hẹn bạn sẽ tìm được một nửa ưng ý trong thời gian này. Nhờ cục diện kim sinh thủy nên tiền bạc cũng khởi sắc không kém. Có thể nói đây là con giáp thành công mỹ mãn nhất trong ngày. Nay bạn nào muốn đi gửi ngân hàng, rút tiền hoặc đòi nợ, xin tiền thì cứ mạnh dạn vì mọi việc đều hanh thông. Tuy nhiên người tuổi Tý chớ nên vì tham công tiếc việc mà làm việc quá sức. Bạn sẽ nhận ra rằng cố gắng kiếm tiền được chút tiền nhưng lại không hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi với sức khỏe của mình. Đây là thời điểm lý tưởng để cân bằng lại cuộc sống khi mà các dự án của bạn đã ổn định hơn. Hãy chăm sóc sức khỏe đúng cách, đừng quá phụ thuộc vào thuốc thang sẽ ảnh hưởng về lâu về dài. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Vào ngày này, người tuổi Sửu gặp được vận may về tài lộc, khoản tiền của bạn chủ yếu đến từ công việc chính, đó là phần thưởng xứng đáng cho những công sức bạn đã bỏ ra suốt thời gian qua. Mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc đều diễn ra thuận lợi, không phải gặp bất trắc. Người làm ăn kinh doanh có thể xem xét việc mở rộng kinh doanh hoặc mở rộng quan hệ với khách hàng, đối tác. Những mối làm ăn này có thể chưa đem lại cho bạn thu hoạch, ngay từ tương lai sẽ có rất nhiều triển vọng phát triển. Trong chuyện tình cảm, nhờ cục diện thủy sinh kim nên tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều niềm vui. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, được ơn trên nâng đỡ. Tuổi này làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là các bạn trẻ dưới 30 tuổi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn sẽ có cơ hội để thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản lĩnh trong sự nghiệp ngày này. Bạn sẽ có được điều bạn hoài mong ngóng. Nỗi lo tài chính tạm thời gác lại, điều duy nhất bạn cần bận tâm là trau dồi các kỹ năng công việc. Với khí thế hừng hực, con giáp tuổi Thìn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn rất vui vẻ đi giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, bạn chỉ nên giúp những ai muốn nhờ tới bạn mà thôi, nếu không đó còn là sự làm phiền nữa đấy nhé. Hãy tinh ý hơn trong việc quan sát thái độ của người khác. Ngày hôm nay, con giáp tốt số này có đường tình cảm may mắn hơn người nhờ cục diện thổ sinh kim. Những bạn nào có đám cưới, đón người thân hoặc tiễn người thân từ xa trở về, đi làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn, gia đình bình an, người có bệnh sẽ sớm khỏe lại. Nhờ có thực thần trợ vận nên tiền bạc khởi sắc hơn hẳn, người làm công ăn lương có một ngày nghỉ an nhàn, được lộc ăn uống, không phải lo lắng về áp lực công việc. Buôn bán kinh doanh có lợi, tiền bạc thu về không ít, đủ để mở rộng quy mô buôn bán. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an.
Tuổi Tỵ, vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tỵ hôm nay khá ổn định, bạn đủ đảm bảo khoản thu chi cân đối nên không có gì phải lo lắng. Người làm công ăn lương nhận đủ lương theo quy định. Tuy nhiên bạn đừng quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Nhân khi có cát tinh soi chiếu thì nên khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa có thể kiếm tiền lại vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có. Nhờ lục hợp nên chuyện gia đình, yêu đương của bản mệnh khá tốt, vợ chồng cảm thông, thấu hiểu cho nhau, sống thiên về tình cảm. Nam nữ tuổi này biết cách chăm lo cho gia đình, ra ngoài thì giỏi ăn nói hay được người khác giúp đỡ bất ngờ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, nhờ tam hội cục nên công việc của người tuổi Dậu thời gian này đỡ thị phi hơn nhiều, là con giáp được quý nhân tương trợ giúp bạn gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng mối quan hệ tốt, làm nền tảng cho sự phát triển sau này. Tình cảm hài hòa, cởi mở, vui tính, dễ gặp được những người thoáng tính vui vẻ. Bạn không cần cố gắng thay đổi bản thân, hãy để họ tự thích nghi với bạn. Thời gian tới có nhiều việc quan trọng cần làm nên thu nạp thêm nhiều bạn bè, hàng xóm để có người giúp đỡ. Chính tài trợ lực nên những người đang chờ tăng lương, tăng thưởng hay tiền hỗ trợ sẽ có may mắn nên Dậu có quyền hy vọng. Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình rồi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất, đường công việc sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nhờ tam hội cục. Những người có ý định đi du học, xuất ngoại hoặc làm ăn xa nên tiến hành trong hôm nay. Bạn hoàn toàn có quyền được đòi hỏi những quyền lợi tốt cho mình trong thời gian này. Tử vi 17 tháng 1 năm 2023 âm lịch dự báo tình cảm may mắn nhờ cục diện thổ sinh kim. Bạn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cũng rất tốt bụng và thân thiện, chẳng khi nào ngại ngần khi thấy người khác gặp khó khăn. Sau này tuổi Tuất đi đâu cũng dễ được những người tốt bụng giúp đỡ. Được thực thần nâng đỡ nên tuổi này có lộc trong ngày cuối tuần, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, tài lộc thu về khá nhiều, có cả lộc ăn uống, quả cáp. Tiền bạc đủ để chi tiêu cũng như cho bạn thêm động lực để tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn trong công việc của mình. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Bính Thân, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa, ngày này thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn Thành thủy cục, xung Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão, kỵ tuổi Canh Dần và Nhâm Dần. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.